Trong thời đại mới, nhu cầu hội họp và tổ chức training ngày càng mở rộng, yêu cầu sự chuyên nghiệp tỉ mỉ trong công tác tổ chức. Nhiều đơn vị cửa hàng đã sớm hình thành và phát triển phòng họp tiệc trà và tận dụng không gian như quán cà phê. Tuy nhiên hiệu quả không cao do các thành viên tham gia dễ mất tập trung bởi thế giới quan xung quanh. Trong bối cảnh đó, nhiều đơn vị và doanh nghiệp đi tìm một tòa nhà với các phòng họp chuyên nghiệp, trang thiết bị tiện nghi và đặc biệt không ảnh hưởng bởi các hoạt động ăn uống, tiếng ồn từ bên ngoài. Đó là tiền đề cho một dự án ra đời đã đi vào hoạt động. Tòa nhà MNL cung ứng phòng họp chuyên nghiệp ra đời như một tất yếu khách quan. Tọa lạc tại số 561 lô 22 đường Lê Hồng Phong, MNL có tới 6 phòng họp cho công suất tối đa và cho phép hoạt động song song. Công suất từ 15 cho tới 65 thành viên mỗi phòng. Các phòng họp được trang bị nội thất tiện nghi với máy chiếu đa năng, hệ thống âm thanh, hệ thống bảng, biểu ngữ, máy lạnh, bàn thiết kế riêng theo tiêu chuẩn phòng họp 4 sao. Bên cạnh đó là sự đón tiếp chu đáo đến từ bộ phận quản lý tòa nhà. Tất cả tiện nghi mang tới không gian tuyệt vời cho buổi họp training diễn ra thành công. Hãy liên hệ chúng tôi để đặt lịch sớm nhất. Liên hệ hotline 0936 988 996.